Ba khu đất này đều nằm dọc bờ biển thuộc quận Hữu Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, có diện tích siêu khủng, trong đó có một khu đất của Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm. Với việc các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thông qua danh mục dự án công trình thu hồi đất bổ sung năm 2018 tại kỳ họp thứ 8, thành phố sẽ chính thức thu hồi ba dự án lấy đất phục vụ công cộng trong thời gian tới. Ba dự án gồm dự án khu du lịch ven biển đối diện đường Huyền Trân Công Chúa của công ty trách nhiệm hữu hạn IVC của Vũ Nhôm, có diện tích hơn 31.500m2. Dự án khu du lịch ven biển của công ty cổ phần Hòn Ngọc Á Châu với diện tích 85.000m2 và dự án khu du lịch ven biển của công ty trách nhiệm hữu hạn DAB có diện tích gần 50.000m2. Như báo Thanh Niên đã thông tin, dự án khu du lịch ven biển của Vũ Nhôm là một trong chín dự án đang được Bộ Công an điều tra làm rõ việc chuyển nhượng. Trong đó, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Văn Minh đang bị tạm giam là người đã có công văn gửi các sở đơn vị liên quan, trong đó có nội dung đồng ý chủ trương cho phép công ty IVC được đầu tư dự án vào năm 2007. Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2007. Nhưng 11 năm qua, dự án này chỉ có tường bao và một số công trình được xây dựng để trông coi phần đất được cấp. Vào ngày 2 tháng 7 năm 2018, Sở Xây dựng thành phố phê duyệt quy hoạch theo đó thu hồi phần diện tích 85.000 m2, trong đó phần đất 71.806 m2, phần bãi cát 13.194 m2. Còn với dự án khu du lịch ven biển của công ty trách nhiệm hữu hạn DAP, đứng trước việc bị thu hồi diện tích gần 50.000 50 m2, rộng 100 m, dài 495 m để làm bãi tắm kết hợp công viên công cộng, chủ đầu tư đã có văn bản gửi lãnh đạo thành phố đề nghị không thu hồi. Tuy nhiên, thành phố Đà Nẵng không đồng ý hiện sở tài nguyên môi trường và các đơn vị liên quan đang lập các thủ tục tiếp theo